vậy vậy mình để thời gian đi. Sao cái điện thoại ông bên nó ghi cái gì nè? Kệ trước đủ theo ông bên. Cái ra. À, trốn mẹ đi. Trời ơi, hôm nay ông trốn đâu vậy? Thì không đi qua bên đi, đứng đây làm gì? Bên nó kêu đi ra đi, thử quay phía bắc rồi. Còn 9 phút. Tao quay chị hai đẹp không? Đẹp. Ta soi gương ra. Thấy quên rồi. Ủa mà chưa hết thời gian mà. Nhưng mà thấy mẹ nó còn quý. Cái này sao dưới này nè. Không có. Quý đâu quá. Hát sao xa xa đặng. Đặng hồi hát biết hát kêu chị ơi. Đây. Xa xa chút nữa. Còn 6 phút lận mà. Còn 5 phút nữa. 5 phút gì? Coi chổng không? Nước đá còn dâu quá. Này là không sao. Ở chỗ. Cô Bi ơi. Bên gãy xương ông rồi, cứu nó rồi. Làm bút